Rồi, chào anh em và bạn bè nha. Hôm nay Lộc có dịp đi chơi ở trên Sài Gòn, rồi sẵn ghé tiệm đàn của ông thầy luôn. Rồi ông thầy đàn cho mình hát một bài để làm kỷ niệm. Bài hát này là nhạc chế của bài Nội Tôi của ca nhạc sĩ Đình Văn. Ngục tù trại giam đau buồn xót xa người ơi, cầm còng đeo tay giờ đây con đã vô tù. Ngày nào thơ dài mẹ hay khuyên hãy lo đi làm đừng ăn chơi, mà con chỉ thích cuộc sống đua đòi đâm chém người ta. Giờ năm cũ đầu với cánh làm công, nhìn lại đôi chân giờ đây con đã đạp điều. Chiều chiều đứng nhìn về khu bê, bốn bức tường dài còn dây kinh, hạt cơm còn sống với chén canh tù đau quá mẹ ơi. Má ơi, trại giam có dập đã giam đời con một thời quay xế ăn chơi, một thời đâm chém đua đòi, đêm nằm trong tham nhớ thương nhiều đến giờ nhà con. Tháng năm mình con coi cục nhớ cha. Một thời mưa nắng nuôi con, một đời dầm mưa thân gầy, quan tòa kêu án 6 năm tù con sẽ về thăm quê. Cầm tờ lệnh thả quay về mái ấm nhà xưa, mẹ hiền rưng rưng hỏi tại sao lâu quá không về. Tội qua rồi mẹ yêu ơi, tháng năm ngóng chờ giờ bên nhau, tình cha còn đó nghĩa mẹ hiền con dám nào quên. Đã giam đời con một thời đâm chém ăn chơi, một thời quay xế đua đòi, đêm nằm trong tham nhớ thương nhiều đến giờ già con. Tháng năm mình còn coi cuộc nhớ cha. Một thời mưa nắng nuôi con, một đời dầm mưa thân gầy, quan tòa kêu án 6 năm tù con sẽ về thăm quê. Cầm tờ lệnh thả quay về mái ấm nhà xưa, mẹ hiền rưng rưng hỏi tại sao lâu quá không về. Rồi qua rồi mẹ yêu ơi, tháng năm ngóng chờ giờ bên nhau, tình cha còn đó nghĩa mẹ hiền con dám nào quên. Tình cha còn đó nghĩa mẹ hiền con nhớ từng đêm.
Thank you.